Kênh Mai Vàng miền Bắc 123 xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay kênh làm cái video chia sẻ với quý vị là kênh đang làm cái công tác dựng lò để mà chuẩn bị ngày kia, tức là ngày mùng 2 để mà cho bật điện cho cây bắt đầu thực hiện quá trình ủ nhiệt cho cây mai vàng ngoài miền Bắc. Thì trong số các cây này thì có một số là cây là đã tút lá từ trước, còn một số cây là vừa mới tút lá. Thì hôm nay em cho gọn vào một chỗ này và quây túi bóng sẵn để cài bóng điện sẵn để ngày kia, tức ngày mùng 2 là bật điện cho bắt đầu thực hiện quá trình ủ. Năm nay là Tết là có 29 ngày được các bác nhé. Ngày âm là có 29 ngày thôi. Thế cho nên là đáng nhẽ là bật lò ngày mùng 3 nhưng mà em sẽ bật ngày mùng 2 bởi vì nó có 29 ngày. Thì trong này thì một số cây thì nụ của nó là ở dạng trung bình, còn một số cây có một cây thì ở dạng nụ to, thì em sẽ quay chi tiết để các bác xem tham khảo như thế nào gọi là nụ trung bình và như nào nụ to nhé. Bởi vì là nụ to ấy nó sẽ nở sớm hơn cái nụ trung bình tầm 3 ngày đấy. Thì các video em thường thực hiện là em sẽ chia sẻ những cái cây ở cái dạng nụ trung bình để các bác dễ tham khảo lấy cái mức trung bình để chúng ta cân chỉnh cây cho nó dễ. Đây, nụ nụ như thế này gọi là nụ trung bình các bác này. Đấy. Này gọi là nụ trung bình nhé. Nụ trung bình đây. Mức như này gọi là nụ trung bình. Nụ trung bình đấy các bác nhé. Đấy. Năm nay thì em chăm mai nó không có được đạt đâu ạ. Do là vào tầm tháng 6, tháng 7, tháng 8, 3 tháng quan trọng thì lại đi làm xa, dính Covid, ngăn sông cấm chợ nên không về chăm sóc được, là nụ nó kém lắm các bạn. Hôm nay thì gọi là có một tí để chơi Tết thôi, chứ mà cái nụ nó như này thì nó chưa chưa đạt yêu cầu, chưa đạt cái yêu cầu của cái việc chăm sóc cây. Nụ nó thưa lắm, nó thưa và nó không được to, nói chung là không, năm nay là không được đạt lắm. Thì bốn cây trong cái lô này em ủ để cho việc là chơi Tết âm lịch các bác nhé. Đấy, bốn cây này là ủ để mà ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch ủ để mà đón Tết âm lịch, em sẽ đón sớm một chút. Thế còn cây này thì em ủ để mà chơi trước Tết các bác nhé, chứ không phải là ủ để đón đúng Tết đâu. Em ủ chơi trước Tết và để lấy thông tin để chia sẻ với tất cả mọi người. Thì cây này đã ủ được 5 ngày rồi. Nó đang bung vỏ trấu rồi. Cái nụ trung bình này em sẽ quay cái nụ to các bác tham khảo nhé. Hình như cái này được gọi là nụ to các bác này. Đấy. Như này được gọi là nụ to nhé. Đấy. Thì nhìn nó có cảm giác như sắp muốn bung vỏ trấu rồi. Đấy, đây gọi là nụ to. Đấy. Ở đây nụ to đây các bác này. Đấy, thì cái nụ to này nó sẽ nở sớm hơn cái nụ trung bình tầm cỡ 3 ngày các bạn. Thì các bác cần lấy cái mốc nụ trung bình và tính ra cái nụ to, nếu như các bác nụ to thì tính ra cho em. Thì cái nụ này nhìn nó cũng sắp muốn dạng muốn bung vỏ trấu rồi các bạn. Đấy. Đây. Đấy. Nụ to đây các bác nhé. Đấy. Đúng. Thì hôm nay là nhiệt độ ngoài miền Bắc trong tuần này là thấy nhiệt độ báo là lên cao quá nhé. Cụ thể hôm nay ở tại tỉnh Vĩnh Phúc là nhiệt độ nó giữa trưa nắng khoảng tầm 20-21 độ. Đấy, đồng hồ báo là 21 độ đấy các bác. Đấy, nhiệt độ giữa trưa nắng nhé các bác nhé. Thế còn ban đêm nó chỉ có 16 độ thôi, tầm 16, 15, 16 độ thôi. Thế còn những hôm tuần trước ấy thì nhiệt độ giữa trưa nắng, giữa trưa ấm chứ nó không có nắng thì nó chỉ có tầm 15, 16 độ. Thế còn ban đêm nó chỉ có 12, 13 độ thôi. Rất là rét, sang tuần này thấy nó ấm hơn rất là nhiều. Các bác nên mua một cái thước canh nhiệt độ để chúng ta có cái mức độ căn cho cái nhiệt độ trong lò nó theo ý của mình các bác nhé. Đấy, đặt ra nắng, rồi em đặt ra nắng là nó lên 2-3 độ các bác này. Đấy, đặt đúng chỗ nắng, đúng chỗ chiếu nắng. Còn đặt về chỗ mát thì nó chỉ xuống 20 độ, 21 độ thôi. Cái thước này em nhờ hiệu sách mua được các bác này. Đấy, nó có cả cái đo nhiệt độ và độ ẩm. Giá thành 185k. Đấy, các bác có thể mua trực tiếp trên mạng này nhờ các hiệu sách lớn họ mua hộ. À, quay trở lại với cái cây
mai này một chút các bác ạ. Thì cây mai này em ủ một bóng điện các bác nhé, ủ một bóng điện 100W thì đã vào lò được 5 ngày rồi. Vào lò được 5 ngày và bắt đầu một số nụ to là đã bung vỏ trấu. Nhiệt độ trong lò nó sẽ dao động vào khoảng tầm trên dưới 23 đến 25 độ. Hôm nay nắng thì lên 25 26 độ trong lò các bác. Thì còn những hôm trước thì nó chỉ đạt tầm 23 độ thôi, những hôm rét ấy. Nhiệt độ ban đêm thì nó xuống theo các bác nhé. Nhiệt độ ban đêm nó sẽ thấp xuống trừ đi tầm 5 độ. Đấy thì như cái cây này em ủ nhé các bác nhé. Thì nhiệt độ nó sẽ dao động từ 21 đến 26 độ tùy theo hôm rét hay hôm có nắng ấm. Nhưng hôm có nắng như hôm nay thì nó lên trong lò nó nắng to ấy, thì nó lên khoảng tầm 26 đến 28 độ. Như vậy nhiệt độ trung bình chúng ta cứ tính khoảng tầm 23 đến 26 độ tùy theo những hôm rét hay rét 23, còn nắng thì 26, còn nhiệt độ ban đêm thấp hơn các bác nhé. Thì 5 ngày thì nó một số to là bung trấu rồi đấy. Thế thì dự kiến là sẽ 5 ngày nữa thì sẽ bung hết trấu và nhú, nhìn thấy nhú xanh. Như vậy sẽ tổng mất 10 ngày đấy. Và thêm khoảng 8 ngày để hoàn thiện chân xanh và nở thành chùm. Khi hoàn thiện chân xanh và nở thành chùm thì các bác tắt điện và chuẩn bị công tác cho sau 2 ngày tắt điện thì chúng ta cho cây ra lò đấy. Như vậy tổng cộng là 18 ngày chúng ta cho ra lò đấy. Thì khi ra lò tầm 5 đến 7 ngày, nếu mà nụ bé, nụ trung bình thì tầm 5 ngày 7 ngày, còn nụ to tầm 5 ngày các bác, thì nó sẽ nở rộ. Như vậy tổng cộng là 18 ngày cộng với 7 ngày ra ngoài đấy, 5 đến 7 ngày ra ngoài thì tầm 25 đến 27 ngày thì hoa sẽ nở rộ các bác nhé. Đấy, áp dụng cho nụ trung bình đấy, tầm 25 đến 27 ngày, nó tùy theo cái mức chúng ta canh nhiệt độ trong lò và nhiệt độ ngoài trời nữa đấy. Nếu nhiệt độ dao động khoảng tầm 23 đến 26 độ, thế còn những hôm mà nó nắng và chúng ta không kịp tắt bóng điện thì nhiệt độ nó sẽ tăng cao thì nó sẽ nở sớm hơn, hoặc những hôm rét và chúng ta không thắp thêm bóng điện thì nó sẽ thấp hơn, thì nó sẽ trung bình khoảng tầm 25 đến 27 ngày thì hoa sẽ nở rộ các bác nhé. Ở đây thì em cái lô này thì em có 4 cây to thì đang dùng sử dụng 4 bóng điện, mỗi bóng điện 100W, như vậy là tổng cộng là 400W. Thì các bác đặt cái bóng điện nó thẳng chiếu thẳng mặt nước như kia, bên dưới là chúng ta có mấy chậu nước nhé. Thì trong video trước em bên em cũng chia sẻ rồi, thì bác nào chưa xem thì các bác theo dõi lại cho nó kỹ một chút. Đây thì dưới cái bóng điện thì chúng ta đặt cái chậu nước, và cái bóng điện cách mặt chậu nước tầm 20 phân và bóng điện cũng cách xa toàn bộ thân tay cành ra tầm 20-30 phân các bác nhé, để nó không nắng nóng nó cháy vào cái thân cây, hại đến tay cành và teo nụ. Các bác nên để chậu nước nhé, để mà cây nó không bị teo rụng nụ nhé. Đấy, nếu không để chậu nước thì cây nó sẽ rụng nụ rất là nhiều. Để quá trình cây trong lò ủ nhiệt, để hạn chế việc phải tưới và phun nhiều, thì ngay khi vào lò các bác phun và tưới luôn các bác nhé. Thì phun thì các bác kích nụ thì các bác dùng 2 giọt Atonic này. Chúng ta chỉ dùng 2 giọt thôi nhé, 2 đến tối đa 3 giọt cho cái bình 1,5 lít đấy, hoặc bình 2 lít, bình phun xương, phun lan này các bác này. Chúng ta phun đều trên thân tay cành của cây, nó có chảy xuống gốc cũng không sao nhé, bởi vì cái thuốc Atonic này nó cũng là cái dạng kích dễ kích thích sinh trưởng nảy mầm đấy, cho nên không sao. Chúng ta phun ướt đẫm tay cành đấy, phun trước đi 1-2 ngày đi, xong rồi chúng ta cho vào lò ủ. Hôm nay em đã thực hiện để làm rồi, thì em đang làm trước 2 ngày đây các bác, ngày kia em mới chùm và bật bóng điện rồi đấy. Còn đây là dưỡng rễ NPK các bác nhé, chúng ta tưới dưỡng rễ NPK để cho cây nó đủ dưỡng chất, nó làm nụ tốt nhé. Thì khi các bác tưới dưỡng rễ NPK vào bầu đất này thì các bác tưới một lượng nước vừa đủ cho em nhé. Các bác đừng tưới ướt quá cái bầu đất mà ướt quá thì cây sẽ làm cái nụ hoa kém các bác nhé. Đấy. Cây nó hơi khô một chút thì nó sẽ tốt hơn là hơi ướt. Đấy, riêng cây mai nó không ướt nước các bác. Đấy. Hơi khô một chút còn hơn là hơi ướt. Thì các bác tưới nó vừa đủ thôi. Trong này thì cái hơi nước ở cái mặt chậu kia nó bốc lên thì nó cũng tay cành nó cũng thấm vào rồi, cho nên là cái mức độ hút nước cũng rất là ít. Ngoài ra tay cành nó không có lá nữa cho nên là nó không có hút nước nhiều. Với lại trời nó không, ngoài miền Bắc nó thời điểm giáp Tết tháng cuối năm này nó không có nắng mấy đâu các bác, nên là chúng ta tưới vừa đủ thôi. Cũng rất ít khi phải tưới nước trong lò, thế nhưng mà thường xuyên thì các bác 3 đến 5 ngày chúng ta cũng kiểm tra bầu đất trực tiếp bằng cái tay, nếu mà thấy nó khô thì các bác phải tưới nhé. Đấy, 3 đến 5 ngày chúng ta thăm lò một lần, kiểm tra xem cái nụ trong lò nó phát triển như thế nào rồi để chúng ta kịp thời điều tiết. À, khi mà chúng ta dùng cái bóng điện này thì chúng ta hoàn toàn có thể điều tiết được cái việc là cây nó nở sớm nở muộn theo ý muốn của chúng ta các bác nhé. Đấy. Nếu mà chúng ta cảm thấy cây nó nở sớm thì chúng ta tắt bớt bóng điện đi
Đấy, tắt bớt bóng điện đi. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy cây nở muộn thì chúng ta có thể thêm bóng điện. Đấy, cây nở sớm thì vào giữa trưa các bác có thể tắt bóng điện từ 10 giờ đến 3 giờ chiều, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều các bác tắt bớt bóng điện đi. Hoặc nếu mà nó nở sớm hơn nữa thì các bác có thể ngừng bóng điện từ 8 giờ sáng đến đến 5 giờ chiều và tối chúng ta mới bật. Đấy, miễn làm sao chúng ta tự điều tiết được và cái ngưỡng nụ nó bung chấu cũng như là ngưỡng nụ nó nở thì em vừa chia sẻ qua cái bảng vừa nãy đấy các bác. Đây, ngưỡng nụ nó nở thì em vừa chia sẻ qua bảng này rồi, nó rất là kỹ rồi các bác. 5 ngày là bung chấu, thêm 5 ngày nữa là nó nhú đầu xanh, như vậy tổng cộng 10 ngày và 8 ngày để hoàn thiện chân xanh. Tổng cộng là 18 ngày chúng ta sẽ ra lò và 5 đến 7 ngày thì nó sẽ nở rộ, như vậy tổng cộng 18 cộng 7 tầm 25 đến 27 ngày đấy. Hoa sẽ nở rộ các bác nhé. Áp dụng cho nụ trung bình, còn trường hợp nụ to nó sẽ nở sớm hơn. Còn các trường hợp nụ bé thì em tư vấn các bác là để sang năm chơi để cho cây nó khỏe. Vì nụ bé thì cây nó hoa nó nở không đạt, cái thứ hai là nó sẽ ra nhiều nụ búp chứ nó không ra nụ hoa. Các bác dùng cái bóng úm gà này, bóng đỏ úm gà này. Đấy, thì nó rất là bền nhé, em thắp từ năm nọ sang năm kia không thấy nó bị cháy đâu, trừ khi chúng ta va đập hoặc là chúng ta phun nước vào nó trong lúc đang nóng thì nó mới hỏng thôi. Đấy, hãng Sao Việt các bác này. Có bác gọi em bảo là quay cho em cái hãng bóng đèn, tại vì là các bác mua là nó thắp là nó bị cháy, thì chắc là các bác mua phải của cái hãng nó chất lượng kém, thì còn em thắp cái hãng này thấy thắp suốt ngày đêm không có sao cả. Đấy, của Sao Việt các bác nhé, bóng 100W. Các bác có thể tham khảo luôn, giá của cái bóng này là 25.000. Đấy, chia sẻ luôn với các bác đỡ phải hỏi em là giá bao nhiêu với lại hãng gì luôn. Đấy, thì như em vừa chia sẻ các bác đấy, là một là nụ trung bình, hai là nụ to. Thì nụ trung bình thì các bác muốn nở đúng dịp Tết thì các bác ủ trước Tết tầm 27 ngày, còn nụ to thì các bác muốn nở đúng Tết thì các bác cho ủ bật điện trước Tết tầm 24 ngày. Còn bác nào mà muốn chơi sớm hơn thì các bác có thể ủ sớm hơn các bác nhé. Đấy, thì em thì lâu này thì em cho cả cây nụ to và cả cây nụ trung bình vào lò, thì cái cây nụ to kia thì em sẽ chơi hoa nở sớm hơn, chơi trước các bác. Các bác lưu ý cho em một cái vấn đề này nhé, khi mà trời rét ấy, thì các bác có thể bật bóng 24/24 được. Đấy, nhiệt độ nó rơi vào tầm ban giữa trưa, nó vào tầm 16 độ ấy, thì các bác có thể bật hai bóng che, bật bóng 24/24 cả ngày lẫn đêm. Thế còn nếu mà trường hợp mà trời mà các bác thấy mà nó có nắng ấy thì nhiệt độ trong lò nó sẽ lên rất là cao ấy. Đấy, bóng điện nó đã ở tầm 20, nếu mà thắp bóng điện thì nó rơi tầm 23 đến 25 độ rồi, mà cộng với trời nắng nữa thì nó sẽ lên khoảng tầm 5 đến 6 độ nữa. Đấy, nó sẽ ngưỡng tầm 30, hơn 30 độ đấy. Thì các bác phải thu bớt nhiệt lại nhá, tắt bớt bóng điện nhá. Đấy là những hôm trời nắng các bác. Còn bình thường nếu mà trời rét thì các bác thắp thoải mái. Trời nắng mà lo nó nở sớm thì các bác phải tắt. Còn nhiệt độ cứ bác cứ dao động tầm 30 độ quay về thì không có lo mai nó bị sao đâu nhá. Thì em cũng tư vấn các bác là ủ nhiệt độ thì các bác nên ủ ở cái nhiệt độ thấp như này. Còn với nhiệt độ ủ nhiệt độ cao 33 độ ấy, thì dành cho những trường hợp đặc biệt thôi. Thế các bác nên ủ nhiệt độ thấp thì nó cái chi phí tiền điện nó sẽ đỡ hơn một chút. Cái thứ hai là mình đỡ phải quản lý trông nom nhiều. Đấy, chúng ta thắp một cây thì có một bóng thôi, còn bốn cây có bốn bóng thôi, nên nó nhiệt độ trong lò nó không có bị cao quá các bác nhé. Còn thắp canh cây ở nhiệt độ ủ nhiệt độ cao ấy, chúng ta phải để ý cây rất là vất. Thế còn đây mà khi chúng ta nhiệt độ mà dùng bốn bóng như này cho bốn cây to như này, hoặc là một bóng cho một cây đấy, thì nắng nóng thì nó chỉ lên 28-30 độ quay đầu thôi ạ, không có nhiệt độ cao rồi. Cho nên các bác có quên điều chỉnh không tắt thì nó cũng không sao các bác nhé. Em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ đem đến thông tin thật là hữu ích cho tất cả quý vị. Rất mong quý vị là ủng hộ tinh thần em bằng một like và một nút đăng ký kênh. Còn bây giờ em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp sau.